Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề nhà cửa ở Canada nhé. Thì cái nhà đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó chính là cái dạng nhà townhouse. Là cái dạng nhà mà các bạn có thể nhìn thấy là mấy cái nhà đó nó dính liền với nhau ha. Thì giá nhà nó sẽ rẻ hơn một chút so với những căn nhà single house. Single house là những căn nhà độc lập riêng biệt, họ có hàng rào và không dính liền với nhau. Còn townhouse như cái nhà mình muốn nói ngày hôm nay là những căn nhà mà cái tường nó sẽ bị dính liền với nhau. Thì cái căn nhà townhouse ở trong bức hình đây thì có giá là 500.000 đô la Canada. Xin mời các bạn hãy theo chân mình vào đấy xem coi là bên trong căn nhà trị giá 500.000 đô này nó sẽ ra sao nhé. Vừa bước vào cửa lớn thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái hành lang đi vào nhà như thế này. Và cái căn phòng đầu tiên của căn nhà này thì sẽ là một cái phòng giặt. Họ đã thiết kế một cái phòng giặt ngay ở cái phía ngoài hành lang đi vào. Ở trong họ đã có sẵn có một cái máy giặt và một cái máy sấy hiệu Samsung. Thì ở bên đây khi mà họ bán nhà cho mình, họ lúc nào tiêu chuẩn của một nhà lúc nào cũng phải có máy giặt máy sấy để lại chứ không được thiếu. Cái kệ cho mình để những xà bông các cái ở trên đó. Móc treo quần áo nè. Rồi tiếp theo một cái căn phòng thứ hai mà chúng ta có thể thấy được ngay ở đường hành lang đi vào, đó chính là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở dưới tầng này thì nó sẽ không có phòng tắm, nó chỉ có bồn cầu và bồn rửa mặt thôi. Bồn tắm thì phải lên trên washroom ở trên lầu. Đấy, mình đây này, đẹp trai không? Cái cửa sổ này, nhìn qua bên hàng xóm bên kia được. Rồi còn đây là không gian phòng khách nhé. Đây là cái cầu thang sẽ đi lên trên lầu. Cầu thang bằng gỗ. Ở bên đây ngược lại với Việt Nam là nếu cầu thang bằng gỗ thì lại rẻ tiền hơn cầu thang bằng sắt. Nếu mà làm cầu thang bằng sắt thì nó sẽ mắc tiền hơn. Ở đây có cái quạt trần này. Nhà chủ nhà cũ họ có để lại cho nhà mình cái đồ treo tivi nè. Mới mua thêm cái tivi gắn vào đây. Đấy, cửa sổ nhìn ra sau vườn. Còn đây là cái không gian mới mình đặt cái bàn ăn cơm ở đây nè. Nó là gọi là phòng dining room, phòng ăn. Còn đây là không gian bếp. Tương tự như máy giặt máy sấy ha các bạn, ở trong phòng bếp lúc nào cũng phải có đầy đủ. Đó là một cái bếp nè, rồi một cái lò vi sóng nè, rồi cái tủ lạnh nè, rồi cái máy rửa chén. Là trong nhà bán cho mình là cái bếp là không được thiếu mấy cái thứ này, bắt buộc phải có. Đây là cái sinh, gọi là cái sinh, cái bồn rửa chén đấy. Còn đây là cái máy rửa chén nha các bạn.
hiệu Kitchen Air cũng khá là mới. Căn nhà này thì đã được 8 năm tuổi rồi nha các bạn. Đây là một cái tủ lạnh hiệu Samsung luôn. Cái nhà này họ thích hiệu Samsung này, họ mua nội thất là của Samsung hết. Trừ cái máy rửa chén là của KitchenAir ra thôi. Đấy các bạn thấy không, cái lò vi sóng cũng là Samsung luôn. Rồi cái bếp cũng là Samsung luôn. Đây là cầu thang dẫn lên trên lầu. Thì ở trên lầu thì mình có 3 phòng nha. Một phòng là master bedroom là cái phòng lớn nhất của căn nhà dành cho chủ nhà ở. Và còn đây là cái phòng nhỏ nè, cái phòng nhỏ này nó có cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Rồi còn cái này là hướng quay ngược lại. Còn bên đây là phòng thứ hai nha, cái phòng phụ thứ hai nó cũng có cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Thì cái phòng này thì hơi bé tại vì nó chưa phải là phòng master, là cái phòng chính. Nó có cái tủ để đựng quần áo. Ở bên kia vợ mình đang đang hút bụi thảm cho phòng master. Còn ở trên đây là cái phòng washroom. Washroom này thì ở trên lầu và cái phòng này sẽ dành cho hai phòng phụ ở ngoài xài. Thì nó có bồn rửa mặt, nước chảy. Rồi nó có bồn cầu và nó có bồn tắm. Đây là bồn tắm dành cho hai phòng phụ ở ngoài. Rồi chúng ta sẽ vào phòng master nha. Phòng master là phòng dành cho chủ nhà ở. Thì phòng master lúc nào nó cũng sẽ bự hơn những phòng còn lại. Đấy, vợ của em này. Vợ em mới tập thể dục về. Còn đây là cái phòng đựng quần áo dành cho master bedroom. Cái phòng đựng quần áo cũng khá là to. Ở trên đây họ xài thảm chứ họ chưa có upgrade lên gỗ. Mai mốt có thể là em sẽ upgrade lên gỗ lại tại vì em không thích xài thảm. Xài thảm nó bụi, nó bám dơ. Đây, phòng master thì sẽ có một cái toilet riêng. Lúc nào cũng sẽ có một toilet riêng cho phòng master bedroom. Mình sẽ có bồn tắm này. À, bồn bồn rửa mặt này. Rồi cái bồn tắm bự này. Rồi kế bên phòng bồn tắm thì nó sẽ có thêm một cái phòng tắm đứng nữa. Bồn tắm này em ít khi nào em xài lắm tại vì tốn nước lắm. Chỉ có tây nó mới thích xài thôi. Còn đây là bồn tắm nước đứng này. Thì em tắm thì em chỉ có vô bồn tắm đứng, em tắm thì tắm lẹ lẹ để đỡ hao nước rồi đi ra thôi, chứ còn tây là nó có thời gian hưởng thụ và nó ngồi nó vào ngồi bồn nó ngâm mình trong đấy. Rồi tiếp theo ở trong căn nhà này vẫn còn một phần nữa, đó là basement nha, là cái tầng hầm ở dưới đất đấy. Ở bên đây là Canada, nhà nào bắt buộc cũng phải có một cái tầng hầm, là tại vì nước nó sẽ bị đóng băng vào mùa đông. Nên là họ phải xây nhà làm sao mà dưới cái mức mà nước không thể đóng băng được. Nên là lúc nào cũng phải có một tầng hầm. Đây, căn tầng hầm thì cái chủ nhà cũ họ đã sửa lại và làm thành finished, nó gọi là finished basement. Basement này mai mốt sẽ là em sẽ thiết kế làm không gian chơi để hát karaoke. Karaoke mà đưa xuống basement là tuyệt vời, xung quanh là không ai còn nghe thấy nữa. Mở to cỡ nào to, không ai nghe. Hiện tại như là em đang ở dưới lòng đất rồi đó các bạn. Thì ở dưới basement nó có một cái kho, nó gọi là storage room, là cái phòng họ chứa đồ thôi. Nhà có gì linh kiện gì thừa thải ra không có chỗ cất thì cứ mang hết xuống đây cất. Mà phòng này thì nó lạnh lắm, tại vì không có thông cái máy sưởi vào đây, tại vì cái heat mà vào đây nữa thì nó tốn
tốn tốn điện lắm. Rồi, sau đây thì em sẽ bắt tay vào công việc là chà rửa lại cái nhà mới nhé. Vì khi họ giao nhà cho mình thì họ cũng chưa có được sạch lắm. Thì mình sẽ lau chùi lại hết tất cả ngóc ngách để mà cho nó sạch sẽ. Thì sắp tới là mình sẽ làm một cái tân gia ăn mừng nhà mới, mời mọi người tới ăn mừng nhà mới nè. Rồi, như vậy thì các bạn có thể thấy được là bên trong của một căn nhà tao hao giá rẻ hơn căn nhà bình thường một chút, thì nó bên trong thì nó cũng y chang như là căn nhà bình thường vậy. Còn đây là bữa tiệc mừng tân gia của nhà mình, thì chỉ làm tiệc đơn giản thôi, chủ yếu là mọi người đến xem nhà cho vui, là mua vài bánh pizza đãi mọi người một tí cho vui thôi.